Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn đạo đức lớp 3, trang 9, trang 15, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 2, tự hào tổ quốc Việt Nam. Thì mục tiêu của bài 2 này đó là các em sẽ nêu được một số nét cơ bản về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Nhận ra tổ quốc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thực hiện được hành vi, việc làm thể hiện tình yêu tổ quốc Việt Nam, yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước. Tự hào được gọi là người Việt Nam. Khởi động, nghe, hát bài Việt Nam ơi, sáng tác Bùi Quang Minh. Bài hát thể hiện sự tự hào về điều gì? Chia sẻ cảm xúc của em khi nghe hát bài hát đó. Như vậy thì khi chúng ta học ở trên lớp thì chúng ta sẽ được nghe và hát bài Việt Nam ơi, sáng tác của Bùi Quang Minh. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thể hiện cho biết là bài hát thể hiện sự tự hào về điều gì và chia sẻ cảm xúc của em khi nghe hát bài hát đó. Tiếp theo là phần khám phá số 1 nhỏ, tìm hiểu về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. A. Vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Như vậy các em quan sát các tranh dưới đây. Tranh 1 ở đây là ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, Hà Giang. Rồi tiếp theo tranh 2, đây là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Rồi tiếp theo tranh 3, đây là phố cổ Hội An, Quảng Nam. Và tranh 4, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Rồi tranh 5, nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh. Tranh 6, phong cảnh Tết cổ truyền ở miền Tây Nam Bộ. Câu hỏi là em có cảm nhận gì về những cái hình ảnh trên? Hãy kể thêm những cái vẻ đẹp khác của đất nước Việt Nam và chia sẻ cảm xúc của em trước những cái vẻ đẹp đó. Như vậy thì khi quan sát vào các tranh thì các em có cảm nhận gì về những cái hình ảnh ở trong tranh? Thì chúng ta thấy là những cái hình ảnh trên thể hiện những cái vẻ đẹp của thiên nhiên và truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Từ đây càng khiến em thêm yêu mến, tự hào về quê hương đất nước Việt Nam. Rồi những cái vẻ đẹp khác của đất nước Việt Nam, ví dụ như đảo Ngọc Phú Quốc, thiên đường với những kiệt tác của thiên nhiên, Đà Lạt, nét quyến rũ của thành phố mộng mơ, vườn quốc gia Tà Tùng, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Rồi trước những cái cảnh đẹp thơ mộng của thiên nhiên Việt Nam thì em cảm thấy vô cùng tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở một đất nước xinh đẹp mang tên Việt Nam. Tiếp theo B nhỏ, vẻ đẹp của con người Việt Nam. Các em quan sát tranh số 1, tranh số 2, tranh 3, tranh 4. Câu hỏi là em có cảm nhận gì về những cái vẻ đẹp trên? Hãy chia sẻ thêm về những cái vẻ đẹp khác của con người Việt Nam. Thì từ những cái hình ảnh ở trên đây thì chúng ta thấy là những cái hình ảnh trên nói về những cái nét đẹp của con người Việt Nam, vẻ đẹp của tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, vẻ đẹp của tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vẻ đẹp của lòng nhân ái, vẻ đẹp của truyền thống tôn sư trọng đạo. Từ những cái vẻ đẹp trên em cảm thấy vô cùng biết ơn và tự hào khi là người Việt Nam. Rồi những cái vẻ đẹp khác của người Việt Nam, ví dụ như uống nước nhớ nguồn, giàu lòng yêu nước, truyền thống hiếu học. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, khám phá sự phát triển của quê hương đất nước. Như vậy các em quan sát tranh để chúng ta nêu cái cảm nhận của em về sự phát triển của đất nước ta qua những cái bức tranh này và chia sẻ thêm về sự phát triển của quê hương đất nước mà em biết. Thì các em thấy quan sát tranh số 1 thì trước kia thì các em thấy là trẻ em thì được học dưới ngọn đèn dầu chứ không phải là ngọn đèn của điện như bây giờ, thì các em thấy là có một cái sự phát triển
Rồi tiếp theo thì các em thấy trường học ngày xưa của các bạn nhỏ thì như thế nào? Rất là đơn sơ. Rồi các em thấy ở hình 4 ở đây thì các em thấy trường học của ngày nay của chúng các em thì khang trang hơn rất là nhiều. Rồi. Thì các em thấy ở tranh số 5, tranh số 5 thì chúng ta thấy là ngày xưa thì cầu đường chưa có hiện đại như bây giờ. Thì ngày xưa không có cầu hiện đại như bây giờ, các em thấy tranh 6. Chỉ có là những chiếc phà cũ kỹ để thay thế những chiếc cầu. Còn hiện tại bây giờ thì các em thấy là có những chiếc cầu rất là hiện đại đã thay thế cho những chiếc phà cũ kỹ. Như vậy thì cảm nhận của em về sự phát triển của đất nước qua những cái bức ảnh trên là đất nước ta đã có những bước phát triển rõ rệt, điện thắp thay cho đèn dầu, những lớp học, nhà tranh, vách đất đã được xây thành trường học kiên cố, sạch sẽ, khang trang hơn. Cầu đường hiện đại đã thay thế cho cầu phà cũ kỹ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải tiến và phong phú. Em rất tự hào về sự phát triển mạnh mẽ đó. Rồi những cái sự phát triển mạnh mẽ của quê hương đất nước mà em biết là nhiều trung tâm thương mại, siêu thị được xây dựng, những nhà ngói lợp rơm lá thì được thay thế chỗ bởi nhà lầu chung cư cao tầng. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ, tìm hiểu những cái sự việc cần làm để thể hiện tình yêu tổ quốc. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Thì các em sẽ quan sát tranh. Các em thấy tranh 1 ở đây là các bạn học sinh đang trồng cây và thu gom rác. Rồi tranh 2 thì bạn nhỏ rất là yêu quý động vật. Rồi tranh 3 bạn đã tích cực vẽ những cái môi trường thiên nhiên xung quanh. Như vậy thì bạn rất là yêu thiên nhiên. Rồi tranh 4 thì bạn nhỏ đã học tập chăm chỉ. Tranh 5 và bạn nhỏ ở tranh 5 thì tìm hiểu về lịch sử của ông cha ta. Rồi tranh 6 là lòng biết ơn những người đã có công với quê hương đất nước. Như vậy tiếp theo nữa ở tranh 7 thì bạn nhỏ đã rất tự hào về tổ quốc Việt Nam. Tranh 8 thì tìm hiểu về những cái di tích còn lại của ngày xưa để chúng ta tìm hiểu và gìn giữ cẩn thận. Như vậy việc làm của các bạn nhỏ trong tranh thể hiện điều gì? Hãy kể thêm những cái việc cần làm để thể hiện tình yêu tổ quốc. Thì ở đây việc làm của các bạn nhỏ trong tranh thể hiện việc yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, sự trân trọng, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và biết ơn đối với tổ quốc. Những cái việc làm thể hiện tình yêu tổ quốc đó là cố gắng học tập, lao động thật tốt, tích cực bảo vệ môi trường, tìm hiểu về lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, biết ơn những người có công với quê hương, đất nước, có ý thức bảo vệ tài sản công cộng. Tiếp theo luyện tập 1. Em tán thành hoặc không tán thành với ý kiến nào dưới đây, vì sao? Để thể hiện tình yêu tổ quốc, em cần A. Yêu gia đình mình là đủ. B. Tìm hiểu lịch sử đất nước. C. Biết ơn những người có công với quê hương đất nước. D. Học tập tốt. E. Bảo vệ thiên nhiên. D. Tự hào được là người Việt Nam. Như vậy thì các em sẽ tán thành
những cái ý kiến nào và không tán thành những cái ý kiến nào, nêu lý do vì sao. Thì ở đây chúng ta sẽ không tán thành với các ý kiến A, chỉ vì yêu gia đình mình thôi là chưa đủ, cần phải yêu thương bạn bè, thầy cô, hàng xóm, láng giềng và rộng hơn nữa là yêu tổ quốc Việt Nam. Em tán thành với ý kiến B, C, D, E, C vì thể hiện rất rõ tình yêu tổ quốc. Đó là tìm hiểu lịch sử của đất nước để hiểu về đất nước, yêu quý và tự hào về đất nước. Từ đó chúng ta thấy được, để có được một đất nước tươi đẹp, không chiến tranh và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay là do công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn họ, những người đã dám đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ quốc. Là một người học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì em cần cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể góp công sức của mình vào việc xây dựng quê hương đất nước. Ngoài ra, bảo vệ thiên nhiên cũng là góp phần bảo vệ và duy trì vẻ đẹp của quê hương đất nước. Tiếp theo câu 2 nhỏ, em hãy nhận xét hành vi của các bạn dưới đây. A. Ngân cho rằng các món ăn của Việt Nam không sang trọng bằng các món ăn nước ngoài. B. Thảo mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về quê hương đất nước Việt Nam. C. Cường thường viết vẽ về vẻ đẹp của quê hương đất nước. D. Mặc dù sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng Thương vẫn nói tiếng Việt rất tốt. E. Đô chỉ thích sống ở nước ngoài, không thích về Việt Nam. D. Hoàng là người Việt Nam nhưng lại giới thiệu với khách nước ngoài rằng mình là người Hàn Quốc. Như vậy thì các em sẽ không đồng tình với những cái ý kiến nào, những cái hành vi nào và đồng tình với những cái hành vi nào. Thì ở câu A, chúng ta sẽ không đồng tình vì món ăn Việt Nam là bản sắc của dân tộc, cần được trân trọng và giữ gìn. B. Đồng tình vì Thảo đã thể hiện niềm tự hào và yêu mến tổ quốc. C. Đồng tình vì Cường đã thể hiện sự yêu mến và tự hào về quê hương đất nước. D. Đồng tình vì Thương đã giữ gìn được nét đẹp của tiếng Việt, yêu tiếng Việt đồng nghĩa với việc là thương yêu quê hương đất nước Việt Nam. E. Không đồng tình vì Đô không thể hiện tình yêu tổ quốc. D. Không đồng tình vì Hoàng chưa thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, nơi mà Hoàng đã sinh ra và lớn lên. Tiếp theo câu 3, em có lời khuyên gì dành cho các bạn trong những tình huống sau? A. Minh rủ các bạn tham gia cuộc thi tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam. Ngọc lại khuyên các bạn không nên tham gia vì mất thời gian. B. Thầy giáo yêu cầu giới thiệu về vẻ đẹp của quê hương đất nước. Tuấn cho rằng quê mình nghèo, chẳng có gì đẹp. C. Nhà trường phát động phong trào là lá lành đùm lá rách, vương gom sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cũ để giúp các bạn khó khăn, lên lại muốn cất đi làm kỷ niệm. D. Trùng bằng khoăn, mình còn nhỏ thì chưa thể làm được việc gì để thể hiện tình yêu tổ quốc. Như vậy thì trong các tình huống trên em sẽ khuyên các bạn cụ thể như sau. A. Thì khuyên Ngọc và các bạn nên tham gia vì sẽ biết thêm được nhiều điều thú vị về đất nước cũng như con người Việt Nam. Đó cũng là một cách để học tập và thể hiện cái tình yêu với quê hương đất nước. B. Khuyên Tuấn, mỗi quê hương đều có những cái nét đẹp riêng, bạn nên giới thiệu về những cảnh đẹp của quê hương đất nước mình. C. Khuyên Linh, bạn không sai khi cất đồ dùng cũ làm kỷ niệm. Tuy nhiên, chúng sẽ có ích hơn khi bạn gửi chúng đến tay những bạn nhỏ kém may mắn hơn mình. D. Khuyên Trung, bạn nhỏ tuổi nhưng vẫn có thể thể hiện tình yêu tổ quốc qua những cái việc làm phù hợp với khả năng của mình như bảo vệ thiên nhiên, giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh học tập thật tốt. Tiếp theo số 4 nhỏ, em đóng vai hướng dẫn viên du lịch và giới thiệu về đất nước. A. Một cảnh đẹp đất nước con người Việt Nam theo một trong những nội dung sau.
A. Một cảnh đẹp của quê hương đất nước. B. Một vẻ đẹp của con người Việt Nam. C. Một truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương đất nước. D. Sự đổi mới của quê hương em. Như vậy thì chúng ta sẽ đóng vai một người hướng dẫn viên du lịch và giới thiệu về đất nước con người Việt Nam theo một trong những cái nội dung gợi ý dưới đây. Thì phần này các em sẽ tự thực hành. Rồi tiếp theo phần vận dụng chia sẻ, một nhỏ chia sẻ một số việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện tình yêu tổ quốc theo bản mẫu sau. Số thứ tự việc em đã làm, việc em sẽ làm. Như vậy thì chúng ta sẽ lập bản mẫu này và chúng ta sẽ chia sẻ một số việc em đã làm và việc em sẽ làm. Ví dụ như việc em đã làm, ví dụ như là em đã học tập thật tốt nè, yêu thiên nhiên nè, tìm hiểu về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Việc em sẽ làm ở tương lai, ví dụ như là quyên góp đồ dùng học tập nè, sách giáo khoa và vở không biết tới để tặng cho các bạn ở vùng cao có điều kiện khó khăn hơn mình, tham gia các hoạt động thiện nguyện do trường lớp tổ chức. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ sưu tầm những câu ca dao tục ngữ về tình yêu quê hương đất nước. Cô ví dụ: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ gà dầm tương. Làng tôi có lũy tre xanh, có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng. Bên bờ vẫy nhãn hai hàng, dưới sông cá lội từng đàn tung tăng. Rồi tiếp theo là câu số 3, viết một đoạn văn ngắn chia sẻ về niềm tự hào được là người Việt Nam. Như vậy thì chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn để chia sẻ về những cái niềm tự hào của chúng ta khi chúng ta được là người Việt Nam. Cô ví dụ đoạn văn: dù chúng ta có là ai, có đi đâu đi chăng nữa thì nơi chúng ta luôn muốn trở về đó chính là quê hương của mình. Em cũng vậy, em luôn tự hào mình là con mẹ Âu Cơ đẻ ra từ bọc trăm trứng, máu đỏ da vàng, em là người Việt Nam. Trải qua bao bom rơi lạng lạc, với cái tinh thần chiến đấu kiên cường bất khuất, yêu nước nồng nàn, dân tộc ta đã giành lại độc lập cho dân tộc. Ngày nay Việt Nam còn là một trong những các nước có cảnh đẹp bậc nhất thế giới như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, đảo Lý Sơn. Bên cạnh những nét đẹp về thiên nhiên và con người thì Việt Nam là nước có truyền thống văn hóa phong phú và đa dạng như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Tết cổ truyền. Đó là một trong những cái vẻ đẹp của người Việt Nam khiến em cảm thấy vô cùng tự hào. Là một người học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em cần học tập và rèn luyện thật tốt để có thể trở thành một người có ích và góp sức xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn đạo đức lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.